Mình sẽ mở lại tin nhắn coi sao nhé. Đó, các bạn để ý là bây giờ cái nút soạn tin nhắn mới này nó đã hiện lên như này rồi, nó không còn bị mờ nữa nhé. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái lỗi tin nhắn ở trên điện thoại Samsung. Đây nhá, mình mở tin nhắn lên thì nó hiện lên một cái thông báo là để sử dụng tất cả các tính năng có sẵn ở trong tin nhắn Samsung, bạn cần đặt cái ứng dụng này làm ứng dụng nhắn tin mặc định. Đó, mình sẽ bấm OK nhé. Đây các bạn để ý nhé, vào trong đây thì cái lỗi tin nhắn là chúng ta không thể nào mà soạn được tin nhắn mới nhé, chúng ta không thể viết được tin nhắn mới. Đây các bạn để ý này, cái nút viết tin nhắn mới này nó bị mờ như này nhé, khiến chúng ta không thể nào mà soạn được tin nhắn mới này. Đó, thì để khắc phục được cái lỗi này thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Bây giờ thì các bạn làm như theo cái yêu cầu của nó lúc ban đầu đấy, là các bạn cần phải đặt cái ứng dụng tin nhắn Samsung làm cái ứng dụng nhắn tin mặc định nhá. Thì mình sẽ quay trở lại màn hình chính này, mình sẽ tìm vào cái mục đó là cài đặt này. Đó, mình sẽ cần phải vào cài đặt. Sau đó là mình sẽ kéo và tìm cái mục đó là ứng dụng nhá. Đó, đây mình chọn vào là ứng dụng này. Rồi đây thì mình sẽ bấm vào là chọn ứng dụng mặc định nhá. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn vào là ứng dụng SMS này. Các bạn để ý ở đây cái ứng dụng mặc định đang là cái ứng dụng tin nhắn. Các bạn để ý cái logo trông nó khá là lạ nhé. Đó. Bây giờ thì chúng ta cần phải chọn vào cái ứng dụng tin nhắn của Samsung này nhé. Chính là ở phía dưới này. Đó, mình sẽ chọn vào đây. Đó, mình chọn vào như này là OK rồi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ mở lại tin nhắn coi sao nhé. Đó, các bạn để ý là bây giờ cái nút soạn tin nhắn mới này nó đã hiện lên như này rồi, nó không còn bị mờ nữa nhá. Ví dụ bây giờ mình muốn soạn tin nhắn mới coi sao. Đó, như vậy là OK rồi nhá. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi tin nhắn ở trên điện thoại Samsung nó bị mờ nhá, khiến chúng ta không thể nào nhắn tin hay là soạn tin nhắn được nhá. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.